Chào mọi người, hôm nay Sanh sẽ làm một cái video quay lại cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái app Insert để tạo một cái video như thế này nha. Đây. Khi mình vẽ một cái video thì nếu như mình có chữ, mình có các cái cách lồng ghép và chạy chữ thì nó sẽ thu hút hơn rất là nhiều đúng không ạ? Thì đây là cái cách mình đã tạo ra những cái video mà mình bán hàng. Thì hôm nay Sanh sẽ từng bước hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái cách như thế này để mọi người có thể là lồng ghép chữ, chạy chữ và cộng ghép video vào nha. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ cần phải các cái thao tác như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ làm theo cho Sanh 4 bước. Bước đầu tiên các bạn phải vay một video có sẵn nha, vay một video đã có sẵn từ 3 đến 5 phút gì đó tùy cái thời lượng của các bạn. Thứ hai các bạn sẽ phải tải một cái app Insert. Thứ ba là chúng ta sẽ chỉnh video, và bước thứ tư là chúng ta sẽ lưu video. Rồi bước đầu tiên các bạn hãy vay video có sẵn nha. Bước thứ hai chúng ta sẽ tải cái app Insert. Thì các bạn vào CH Play, các bạn sẽ tải giúp Sanh app Insert. Rồi khi mà tải xong các bạn hãy mở ra nha. Rồi Sanh tải rồi cho nên Sanh sẽ mở ra thôi. Khi mở ra các bạn sẽ thấy giao diện như thế này. Video của bạn, bức ảnh collage thì các bạn chọn cái video của bạn nha. Ở trong này có những dự thảo sau khi mình làm video xong thì nó sẽ lưu lại cho các bạn để các bạn có thể là xuất ra bất kỳ lúc nào hoặc là chỉnh sửa thêm gì cũng được nha. Đó, rồi các bạn bấm vào mục mới, bấm vào mục mới để thêm video. Thì Sanh sẽ lấy một video bất kỳ ra để Sanh sẽ chỉnh sửa từng bước cho cả nhà cùng xem nha. Sanh sẽ lấy một cái video sẽ nói cái video nước rửa mặt tinh thở tuyết đi nha cả nhà. Rồi sau khi khai lát video này ra, bước đầu tiên là các bạn phải còn chọn tranh sơn dầu, đó là cái ô đầu tiên để các bạn chọn cái khổ phù hợp khi các bạn đăng tải. Ví dụ các bạn đang lên YouTube thì các bạn chọn cái khổ 16.9 này, Instagram 4.5 hoặc là 11 4.5, 9.16 là TikTok này, 3.4, 4.3 là Facebook này đó. Rất là nhiều khổ, thường 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 mình hay lựa chọn cái khổ 3.4 hoặc là 4.3 đó. Thì trong mỗi khổ này nó sẽ tự canh cho bạn, nó sẽ phóng cái độ canh lề cho các bạn để các bạn ví dụ như TikTok này được, của Instagram nó sẽ chừa hai cái khung chính chữ cho các bạn này đây ạ. Đó để các bạn có thể viết chữ đó, các bạn nhìn kiểu mình xem đó. Như Xanh sẽ chọn 3.4 nha, 3.4, và Xanh muốn ghi chữ thì Xanh sẽ ghi ở phía trên và phía dưới, còn như các bạn muốn ghi nữa thì các bạn có thể chọn vào cái khổ mà mình nói ở bên trong này này, rất là nhiều khổ đó. Sau khi Xanh chọn khổ 3.4 xong, 3.4 xong Xanh sẽ ra và bắt đầu. Bước đầu tiên nếu như các bạn nào mà muốn chạy chữ á, thì các bạn sẽ bấm vào bảng văn và các bạn sẽ đánh chữ, cách sử dụng nước rửa mặt tinh thể tuyết. Rồi sau khi các bạn đánh xong thì mình sẽ chọn màu của chữ này. Đó, ở dưới này rất là nhiều màu, các bạn chọn màu nha. Và AA là cái phông chữ, các cái gạch ngang là các bạn hơi canh lề, canh trái, canh phải, canh giữa nha. Và cái nhấp tròn tròn nó nháy nháy này là để các bạn tạo hiệu ứng của nó. Đó, các bạn tạo hiệu ứng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ từ trong đó xoay rồi dầm dầm rồi rất là nhiều kiểu, các bạn có thể tha hồ chọn nha. Đó, các bạn tha hồ chọn. Đó, rồi. Các bạn chọn xong rồi các bạn có thể rờ cái tay ra, cái tay lên nhìn thấy cái mũi tên trên dưới này để mà các bạn sẽ di chuyển sao cho nó phù hợp nha, di chuyển sao cho vị trí phù hợp, di chuyển ví dụ như các bạn muốn di chuyển lên trên đó, muốn di chuyển lên trên hoặc là muốn di chuyển xuống dưới đó, các bạn hãy rơi như thế này nha. Đó rồi các bạn canh ra cho nó kích thước cho nó phù hợp với lại cái khung hình này thôi.
Sau khi xong, ở phía dưới này các bạn vừa ấn màu chữ cái tròn tròn màu đủ màu á, ở dưới này nó sẽ có các cái khung, có các cái khổ sẵn cho các bạn lựa chọn. Nếu bạn không thích thì các bạn bấm không thích, còn các bạn thích khổ khổ thì các bạn hãy lựa chọn nha. Đó, nó có khổ cho các bạn chọn luôn. Đó, sau khi chọn xong, sau khi chọn xong các bạn bấm nút check, check bên tay phải của màn hình. Rồi điều đặc biệt ở đây, các bạn sẽ cho cái chữ này nó chạy đến ở vị trí nào. Ví dụ như xanh sẽ bấm cho nó chạy một xíu đây thôi, xanh sẽ ngừng lại. Hoặc là xanh cho nó muốn chạy tới cái vị trí chỗ này đi. Đó, thì xanh sẽ phải kéo hết cái đầu video và bấm vào cái chữ chữ của mình để nó hiện lên cái khung trắng trắng viền 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 đó. Đó, nó chọn phải nó hiện hiện cái khung trắng trắng như thế này. Và nó xuất hiện hai cái mũi tên đầu của cái chữ này, các bạn sẽ đưa cái tay vào và các bạn sẽ kéo ra. Đó, kéo tới vị trí nào các bạn muốn chạy chữ tới đó nha. Đó, các bạn phải kéo tới vị trí nào thì chữ nó sẽ chạy tới vị trí đó để các bạn tiếp tục chèn thêm chữ vào. Đó, ví dụ nó chạy tới chỗ vị trí này đúng không ạ? Rồi xanh cho nó ngừng lại, xanh tiếp tục bấm thêm văn bản là xịt tinh thể tuyết lên 4 điểm trên da mặt. Rồi xanh sẽ chọn màu luôn, các bạn có thể giữ yêu màu đó. Đó, màu đó nó sẽ tự động cho các bạn, hoặc là các bạn sẽ chọn thích chọn màu lại thì chọn đó, chọn khung chữ và các bạn sẽ chọn hiệu ứng lại hoặc là giữ nguyên hiệu ứng nó. Khi các bạn sử dụng một lần thì nó sẽ tự động nó sẽ cập nhật lần sau nha, còn không thì các bạn vẫn có thể thay đổi cho phù hợp đó, các bạn có thể thay đổi. Rồi tiếp tục mình cho nó chạy, rồi nó chạy tới 4 vị trí này đúng không ạ? Rồi xanh muốn cho nó chạy thêm một tí nữa, xanh sẽ kéo đó. Trước khi các bạn muốn kéo cho vị trí này, các bạn hãy nhớ là phải chọn lên trên cái chữ đó để nó xuất hiện hai cái mũi tên nha. Đó, như thế này. Rồi đó, các bạn cứ tới đâu các bạn chạy đó. Qua bây giờ khi tới vị trí này, các bạn muốn chèn thêm một cái hình ảnh, cái Facebook của khách đang sử dụng đúng không ạ, thì các bạn bấm vào chữ nhãn dán, bấm vào chữ nhãn dán, rồi bấm vào cái chữ nhãn dán, bấm vào cái ô vuông màu trắng ở trong. Rồi ở dưới này là những cái xanh đã chọn rồi, bây giờ các bạn phải bấm vào dấu cộng nha, bấm vào dấu cộng để mình lấy cái hình ảnh lưu trong cái của mình ra đó cả nhà. Khi bấm vào dấu cộng thì các bạn sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ, ví dụ như các bạn muốn chọn cái ảnh này đi đúng không ạ? Rồi đó, các bạn muốn chọn cái ảnh mà mình cầm tra Facebook hoặc là Facebook của khách mà sau khi sử dụng đã cho phản hồi tốt á. Đó, thì các bạn sẽ chèn lên vị trí này, là cũng tương tự như chữ. Sau khi xong thì các bạn lưu lại, và sau cũng giống như chữ, các bạn bấm vào một chữ sửa giúp xanh, bấm vào chữ sửa giúp xanh và các bạn sẽ cho chạy hiệu ứng nha, cho chạy hiệu ứng đó, cho chạy hiệu ứng cho nó đẹp nha. Đó, rồi sau khi chạy hiệu ứng xong, các bạn bấm nút check, nút check để cho nó ra. Rồi các bạn muốn cái chữ này nó chạy tới vị trí nào đó thì các bạn tiếp tục kéo cái hình đó nó chạy tới vị trí đó thôi. Đó, bạn thấy không ạ? Rồi xem, đó là cách mà các bạn chèn chữ và chèn cái hình nha. Còn các bạn có thể tiếp tục chèn, ví dụ như bây giờ xanh muốn chèn thêm một cái logo từ đầu của cái video này, thì xanh sẽ kéo video lại đầu tiên và xanh sẽ chọn một cái logo, một cái logo, ví dụ như logo nữ oa Vinicius Vũ Đức, ví dụ xanh chọn cái logo đặc trị mụn hả, logo của Vũ Đức đi đây. Thì cái logo, những cái logo này thì xanh đã tách nền rồi, xanh tách nền và xanh tự tạo logo. Các bạn nào mà muốn biết cách tách nền các logo của công ty hoặc là tách nền ảnh và tạo các cái logo có số điện thoại riêng của các bạn thì các bạn có thể inbox cho xanh, hoặc là xanh sẽ có video hướng dẫn riêng nha. Nói chung là xanh đã có video hướng dẫn riêng hết rồi, các bạn nào cần thì cứ nói xanh sẽ gửi cho các bạn xem nha. Rồi sau khi lấy cái này ra thì các bạn bấm check để cho nó chạy. Đó, nó chạy cái logo. Mà nếu như thường thường logo thì mình nên cho chạy hết cả đoạn văn bản, thì có một cách rất là nhanh, các bạn không cần phải kéo thường xí như thế này nha. Chỉ những đoạn văn bản nào ít các bạn muốn chạy cho nó có điểm dừng thì các bạn kéo, còn không có những cái văn bản nào hay có những cái chữ nào các bạn muốn chạy cho nó hết cả một video mình làm luôn á
thì các bạn bấm bấm giữ tay chặt vào cái nút mũi tên này, nó sẽ hiện ra là video kết thúc và clip kết thúc. Đó là các bạn sẽ chọn chọn vào video kết thúc. Đó, nó sẽ nhảy hết cả cái video luôn. Đó, nó sẽ nhảy tự nhảy hết cả cái đoạn video khoảng tầm 1 phút 39 giây nha cả nhà. Đó, rồi các bạn sẽ kéo tới đằng trước và nó sẽ tự chạy ra hết cái hiệu logo của Vũ Đức, ra hết cả đoạn video luôn. Đó là cách mà các bạn chèn nha. Rồi bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn sẽ ghép video lại. Đây thì bấm check và nó sẽ có cái nút như thế này đúng không ạ? Thì các bạn sẽ bấm vào nút dấu cộng, bấm vào nút dấu cộng, nó sẽ hiện bấm ở dưới này này, ở dưới cái đoạn video này này, bấm vào nút dấu cộng và ở ở dưới video hoặc bức ảnh của bạn, các bạn muốn thêm một đoạn video khác vào đó, các bạn muốn thêm một đoạn video khác vào thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng đó và các bạn bấm chọn chọn cái đoạn video đó và bấm nút check thì nó sẽ thêm thêm liền trước hay thêm liền sau gì do mình chọn nha. Đó, ví dụ các bạn muốn thêm liền trước thì các bạn thêm đây cộng trước, còn các bạn muốn thêm liền sau thì các bạn phải kéo hết video ra đằng sau nha. Các bạn muốn kéo hết video ra đằng sau và các bạn cộng đó, và các bạn cộng cộng hay cộng đằng sau. Đó, thì nó tự sẽ tự cộng ra cho các bạn, tự cộng đằng sau ra đó. Còn mình thêm đằng trước thì mình cộng đằng trước. Hình như nó chỉ cộng đằng sau thôi, hình như nó chỉ cộng đằng sau thôi nha, nó chỉ cộng ở sau thôi. Thì cách mà các bạn muốn ghép video một lần á, muốn ghép mà hai video từng đoạn như cái buổi học vừa rồi á của hồ sĩ Tiến, mà cái cách cái bước thứ tư, mà cái cách mà đoạn hội thoại đó, thì Sanh sẽ chỉ cho các bạn một tí nữa, hết video này Sanh sẽ quay lại nha, Sanh sẽ quay lại, Sanh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đó nha. Thì Sanh sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn các cái hiệu ứng tiếp theo. Thì sau khi các bạn mà chạy chữ như thế này rồi đó, các bạn chạy chữ ghép video, ghép logo và ghép feedback lên ở trên, hình ảnh lên ở trên rồi thì các bạn tiếp tục muốn chỉnh sửa nữa thì các bạn mà bấm vào nút văn bản, văn bản hay bản văn gì đó, tự động nó sẽ nhảy ra cái chỗ mà mình chỉnh sửa đó, và mình tiếp tục mình thêm chữ vào đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm vị trí chữ nào nữa, ví dụ như thêm ở đầu đầu tiên đúng không, đầu tiên là có cách sử dụng rồi đúng không, thì các bạn muốn thêm ở dưới này nữa thì các bạn bấm tục tiếp tục bấm vào văn bản và các bạn đánh thôi đó, các bạn bấm đắt bất kỳ và tạo hiệu ứng xong rồi các bạn sẽ bấm nút check rồi cho nó ở dưới này đi, thì nó sẽ chạy song song, nó chạy song song hai cái chữ ở trên và ở dưới. Các bạn muốn kéo vị trí nào thì kéo đó, kéo nó tới giai đoạn nào thì kéo nha. Đó, cả nhà thấy không ạ? Rồi đó, rồi tiếp tục rồi âm nhạc. Thì âm nhạc thì ở trong này là có cái phần bài hát. Đó, ví dụ bây giờ đây là Sanh đang chỉ thực hiện thôi chứ không có lồng tiếng đúng không ạ? Ủa không có có nói đúng không ạ? Thì bây giờ Sanh muốn chèn nhạc du dương, nhạc nhẹ nhẹ vào thì Sanh vào trong này. Đó, Sanh sẽ chọn nhạc. Sanh sẽ chọn nhạc du dương nhẹ nhàng vào. Đó, Sanh sẽ chọn nhạc du dương. Các bạn muốn có một mà muốn chèn nhạc từ vị trí nào thì nên kéo tới vị trí đó nha. Rồi. Nào nè, đây. Đó, nó sẽ chèn nhạc du dương lên cho các bạn, chèn nhạc đó, các bạn hành động, đó là chèn nhạc nha. Rồi bước tiếp theo, các bạn giờ không thích chèn nhạc nhưng mà bạn sẽ lồng tiếng, các bạn sẽ lồng tiếng đúng không ạ? Lồng tiếng theo cái thì đây này, chỗ ghi âm này, đó chỗ ghi âm bắt đầu cho bạn sẽ lồng tiếng này đó, lồng tiếng, đó là cái bước lồng tiếng nha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là chỗ đó là chỗ lồng tiếng, các bạn hãy lồng tiếng. Tiếp theo là cái bảng quang nhãn dán lập, lập là các bạn nó sẽ hiệu ứng màu thôi nha, hiệu ứng màu cái quang bản của mình, các bạn có thể từ từ. Và Sanh sẽ chỉ cho các bạn cách cắt video nha. Đây, cắt video này. Thì bây giờ video khúc đầu tiên bạn không muốn để đúng không ạ? Bạn không muốn để khúc đầu tiên hoặc là khúc cuối của video, giờ bạn muốn cắt nó đi.
muốn cắt nó đi thì các bạn sẽ chọn vô, các bạn sẽ chọn vào cái nút cái video ở dưới đó đó, bấm tay vào ở video ở đang ở dưới đây này, nó sẽ hiện lên cái khung màu trắng trắng có cái dấu gạch ở dưới cùng, rồi các bạn sẽ bấm kéo nha, kéo như xanh đó, kéo ví dụ như các bạn muốn kéo nó tới cái vị trí nào, các bạn muốn cắt vị trí số vị trí này đi, các bạn thả tay ra nó sẽ cắt cho bạn tới vị trí đó. Và tương tự ở cuối video, tương tự ở cuối video, bây giờ các bạn muốn cắt cái vị trí này đi thì các bạn sẽ bấm chọn vào và nó sẽ hiện lên cái khung trắng trắng một cái dấu gạch đó, thì các bạn sẽ rê cái tay cho nó kéo thu lại, thu lại, thu lại, thu lại cho đến vị trí nào đó, rồi ok đó, nó sẽ thu vị trí lại đó cho các bạn nha. Đó là vị trí cắt. Sau khi cắt xong thì các bạn có thể bấm chữ lưu ở trên đó. Còn không thì để im nó, tí nữa nó sẽ các bạn lưu lại. Rồi còn nếu như các bạn muốn xóa bỏ, một cái hiệu ứng nào đó hoặc là một cái văn bản nào đó thì các bạn tiếp tục chỉnh sửa. Khi các bạn muốn xóa thì các bạn đưa tay vào, nó hiện lên cái thanh gạch gạch đó, thì các bạn muốn xóa cái chữ này đi, các bạn không ưng ý đúng không ạ? Đó thì các bạn sẽ bấm vào nút xóa bỏ, xanh xóa rồi. Đó, ví dụ các bạn chọn vào cái chữ này đúng không ạ? Chọn vào cái này nó sẽ hiện lên cái khung này trắng trắng này, rồi các bạn bấm thấy chữ xóa bỏ này, các bạn bấm vào là nó sẽ xóa mất cái khung đó. Thì các bạn muốn chèn thêm nữa thì các bạn cứ tiếp tục chèn thôi đó, đánh văn bản gì tiếp tục thêm thôi đó, rất là đơn giản nha. Cứ đánh muốn chèn vị trí nào thì kéo kéo văn bản tới vị trí đó và các bạn chèn. Rồi rất là đơn giản, rất là đơn giản nha cả nhà. Rồi có một cách nữa, có một cái này là cái âm âm tốc độ nền nền văn bản thì không nền văn bản mờ ảo rồi gì đó, các bạn có thể mò từ từ nha. Đó rồi cái thế tự in sọ xíu nữa bản quyền. Cái chỗ tốc độ này, nếu như tốc độ video của các bạn mà nó nhiều quá đó, nó dài quá, các bạn muốn tua lại cho nó nhanh á, thì các bạn có thể ra cái này này, rồi cái này thì nó sẽ chạy rất nhanh nhưng mà nó sẽ đồng nghĩa với việc là giọng nói của mình nó sẽ bị mất đi, cho nên chỉ áp dụng khi mà các bạn thực hiện không có giọng nói nha. Đó thì nó sẽ làm nhanh hơn cho các bạn, đó là tốc độ. Còn cắt xén đặc biệt ở cái điểm xanh thích ở video là xanh có thể cắt xén cái vị cái khung nữa nha. Đó, video các bạn sẽ không cắt xén được, mai cắt tơ các bạn sẽ không cắt xén được, nhưng mà riêng insert insert các bạn sẽ phải quản cắt xén được cái khô cái video của mình đó, đó các bạn có thể vào một cắt xén mà các bạn sẽ chọn cái bốn cắt như thế này rồi bấm nút check và nó sẽ cắt xén cho các bạn nha. Cái bản quyền xíu nữa xanh sẽ hướng dẫn cho các bạn bỏ bỏ cái bản quyền đi nha. Sau khi cắt xén xong rồi tiếp tục phần âm lượng. Âm lượng thì mình có âm thanh mình xuất thôi, ví dụ như không mình không thích âm thanh thì mình sẽ bỏ âm thanh đi nha. Đó mình sẽ bỏ âm thanh đi để mình chèn vào cái lồng tiếng hoặc là mình chèn vào cái giọng nói của mình á, âm thanh tạp nhiều quá thì mình bỏ đi đó. Rồi bản sao các bạn muốn thêm một bản sao nữa các bạn bấm bản sao, còn các bạn muốn xoay cái video thì xoay này đó, xoay xoay video, lật cũng tương tự đó, lật qua lật phải lật trái đó. Ví dụ bây giờ các bạn muốn lật bên này đang nói chuyện đúng không ạ, các bạn muốn lật qua bên kia vô đối thoại qua lại á, thì các bạn hãy tạo từng đoạn video lật xong rồi các bạn hãy ghép lại nha. Đó cách lật này thấy chưa, rồi đóng băng là cái mình sẽ đóng băng lại cả đoạn video đó. Rồi sau khi hoàn thành video xong, bây giờ các bạn hãy bỏ bản quyền insert nha, bỏ chữ bản quyền insert đi, bỏ chữ bản quyền insert, các bạn bấm vào chữ dấu nhân trên chữ insert và ở trong này nó sẽ có cái insert pro thì mình không nên dùng làm gì, có một cái bỏ vĩnh viễn thì mình sẽ tốn phí và một cái là xóa miễn phí thì mình sẽ bấm vào xóa miễn phí và mình sẽ đem xem một đoạn quảng cáo nha. Đó, các bạn bỏ thời gian tầm mấy chục giây ra các bạn xem một đoạn quảng cáo, để các bạn bỏ chữ insert đi nha, đừng có để chữ bản quyền trên cái video của mình nhìn nó cứ rất là kỳ. Đó, các bạn sẽ phải xem một đoạn quảng cáo. Khi nào mà quảng cáo xong đó thì nó sẽ mất chữ insert đi nha. Rồi khi các bạn nào mà thấy không vừa ý cái gì, muốn sửa cái gì thì cứ bấm vào bảng quen, bảng quen và các bạn chỉnh sửa thôi nha. Đó, và cho nó chạy xem. Nếu muốn chỉnh cái này cho nó
sang phải sang trái, hoặc là các bạn thường thường muốn chỉnh canh lề hai bên á, thì các bạn nên chọn ngay từ đầu, hoặc là các bạn vẫn chọn được cái phần tranh sơn dầu này đó, tranh sơn dầu đúng không ạ? Và các bạn bây giờ muốn cho nó cái khung như thế này, muốn khung như thế này để nó hai bên hoặc là trên dưới gì đó, thì các bạn chọn, thì các bạn chọn chữ này này, các bạn đưa xuống dưới đó, chữ các bạn muốn đưa xuống dưới thì đưa. Nhưng mà nó sẽ không khổ, nó không có theo khổ 34 nha, mà nó sẽ tùy theo khổ mà các bạn chọn. Rồi xanh sẽ ra, xanh sẽ thoát ra, và xanh sẽ tạo cho, hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình sẽ ghép các cái đoạn video lại với nhau nha, ghép video với ghép ảnh. Rồi sau khi hoàn thành xong, các bạn bấm vào chữ lưu nha. Đó, bấm vào chữ lưu. Ở trong này nó có chất lượng 1080 pix này, hoặc 720 thì tùy cái dung lượng điện thoại của bạn bao nhiêu, thì các bạn lưu lại thôi, bấm chữ lưu ra ok nha. Rồi xanh sẽ thoát ra. Có bạn nhắc cái chữ loại bỏ này, loại bỏ là sẽ loại bỏ vĩnh viễn cái video này, không còn tồn tại trong cái bản dự thảo nữa. Và bạn nhắc thì nó sẽ tự động lưu lại bản nhắc cho các bạn ở trong bản dự thảo, thì các bạn vẫn có thể chỉnh sửa hoặc là có thể xuất ra bất kỳ lúc nào đó. Bây giờ xanh sẽ chọn bấm bản, ví dụ bản nhắc đi, và nó sẽ lưu lại. Rồi bây giờ tiếp tục thì xanh sẽ thực hiện cái thao tác là tạo các cái đoạn video lại, các ghép video lại với nhau nha. Rồi giống như cái bước mà khi các bạn làm video á, bước cái bước số 4 trong anh thanh niên hồi sẽ tiến hướng dẫn á, là bước đối thoại á. Đối thoại á, là một người nói xong rồi người kia trả lời á, thì các bạn tạo các cái đoạn ghép các cái đoạn video lại với nhau, thì các bạn sẽ vào video đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ chọn ví dụ như là áo xanh này đi, một này, rồi xanh sẽ tiếp tục là tới áo đen đó đúng không ạ? Rồi tiếp tục áo xanh áo đen, nghĩa là bạn nên nhớ vị trí thứ tự nó 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 là áo xanh, đen là áo 2 đúng không ạ? Cứ như vậy. Và các bạn sẽ chọn đó, các bạn sẽ chọn ví dụ như 1 2 1 2 1 2, các bạn sẽ chọn từng đoạn video xong thì khi nó ra rồi các bạn bấm nút check đó. Đây này, 1 2 1 2 gì đó, còn không ưng thì bỏ đó. Rồi các bạn chọn tiếp tục như vậy, rồi các bạn nút check thì nó sẽ ra từng đoạn video cho các bạn. 1 2 1 2 1 2 là từng người đối thoại và lại với nhau. Đó là cái ghép của video đó, ghép video. Nhớ là bỏ chữ insert thì các bạn đưa cái tay qua chữ insert hoặc xóa bỏ miễn phí nha. Rồi đó, chuẩn bị nó sẽ chạy qua cái đoạn video. Thì những đoạn video đối thoại thường thường nó chỉ 1 đến 2 câu thôi, thì nó rất là ngắn nha, chứ không phải như cái này nó sẽ dài đó. Và nó sẽ nhảy qua cái đoạn tiếp theo nha. Đó, và tiếp tục nó sẽ nhảy tiếp cái đoạn video thứ ba, hoặc là đoạn quay lại đoạn video số 1. Thì bước này các bạn đóng hai vai á, cho nên sẽ cần mặc hai trang phục khác nhau, hoặc là chúng ta gì đó. Và trong cái bước này, ước biết cái video này, các bạn vẫn làm các cái thao tác y như xanh nói nha, chèn chữ này, chèn chữ ở dưới nó mỗi câu nói này đó. Ví dụ như chèn chữ này à, rồi à, cho nó chạy ở bên dưới nha, cho nó chạy ở bên dưới đi. Bấm khi chèn chữ, khi mà đưa chữ xong, các bạn nhớ làm nên nên cho hiệu ứng nha, để cho nó hiệu ứng ra vô, hiệu ứng vào rồi gì đó, nó đẹp nha, nó hay. Rồi lưu lại. Tiếp tục vị trí này xanh muốn thêm chữ nữa, và xanh muốn chọn một cái khổ màu khác, xanh sẽ bấm vào ba chấm đó, khổ màu đen hoặc khung màu khác đó. Xanh sẽ tiếp tục cho nó chạy theo cái giọng nói của mình, lại chạy theo cái chữ mình đó, mình ghi theo cái giọng chữ của mình đó cả nha. Đó, từng bước như thế nào đó, mình sẽ tiếp tục thêm văn bản tới vị trí này. Xanh muốn kéo cho nó nhiều hơn một xí nha. Rồi xanh sẽ thêm đưa lên trên này, đưa xuống dưới vậy đó. Các bạn ghi bất kỳ cái gì các bạn muốn cho nó chạy nha. Rồi
nhãn dán rồi chị các bạn, hoặc là chèn logo, tách nền logo hoặc là Facebook gì đó thì các bạn cứ đưa vào, các bạn cứ đưa vào thôi, cứ đưa vào ở trên đây, bấm check và các bạn vào mục chỉnh sửa rồi tạo hiệu ứng cho nó. Tạo hiệu ứng cho nó. Muốn thêm một cái ảnh ở dưới này ở vị trí ở đang giai đoạn như thế này, các bạn bấm vào nhãn dán tiếp tục thêm thôi, tiếp tục thêm, tiếp tục thêm, bấm check rồi bấm sửa và tạo hiệu ứng khác, tạo hiệu ứng khác. Đó. Đó, cả nhà thấy không ạ? Cứ từng bước như vậy, các bạn cứ chèn chèn thêm rồi hạt cho nó biến đi, thì cứ đến giai đoạn nào đó các bạn biến đi đó. Trên đây là những bước mà Xanh hay thực hiện một cái video để Xanh tạo hiệu ứng video lồng ngạc, ghép chữ rồi chỉnh sửa logo, ghép ảnh rồi đưa hình vào, tất cả nó đều nằm trong cái app InShot này, thì nó rất là đơn giản, dễ hơn app KeyMaster với lại Viva Video rất là nhiều. Hy vọng rằng các bạn sẽ theo video của Xanh và làm theo nha. Còn nếu các bạn không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi Xanh nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video của Xanh.